san phẳng mọi dạng bài vô cơ trong đề thi học kỳ 1. Ok nhá, các bạn comment đáp án xem nào. Câu số 1. Chất nào sau đây phản ứng? Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch H2O đặc nóng sinh ra khí SO2? Thế thì H2O đặc nóng nó có tính oxy hóa mạnh các em nhé. Oxy hóa mạnh. Thì nó sẽ tác dụng với những chất mà có tính khử mạnh. Khử mạnh tác dụng với oxy hóa mạnh thì nó sinh ra khí SO2. Thế thì ở đây chúng ta lưu ý FeH3 lần có phản ứng với H2O nhưng ở đây là sắt dương 3. Sắt dương 3 là số xóa mắc rồi. Nhá. Nên là không được. Tương tự anh này cũng là sắt dương 3 nên là sẽ không sinh ra khí SO2. Tương tự Fe2O3 cũng là sắt dương 3 không sinh ra khí SO2. Và đây là sắt dương 2 có sinh ra khí SO2. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok chưa? Rồi, thầy cảm ơn bạn là Lê Huy Việt Anh. Bạn Lê Huy Việt Anh bạn ấy hỏi là S2 S3 tổng bao nhiêu? Hiện tại trung tâm đang có ưu đãi là với khóa S2 S3 thì học phí chỉ còn là 900.000 nhá. S2 là tổng ôn, S3 là luyện đề. Nhưng bạn yên tâm, các bạn sẽ học được nhiều thứ hơn 900.000 các bạn bỏ ra. Đấy là điều mà thầy đã khẳng định với tất cả các bạn học khóa S1 của thầy. Và chắc chắn rằng tất cả các bạn học khóa S1 đều rất là hài lòng với khóa học mà các bạn đang được học. Bởi vì đây là một khóa học chất nhất. Tất cả mọi tài liệu do tự tay thầy soạn. Và tất cả mọi skill do tự tay thầy nghĩ ra, sắp xếp và các ví dụ nhuần nhuyễn để cho các bạn học khủng hơn. Văn Đức mua full luôn. Ok em. Nào câu số 2 ạ. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ? Thế lưu ý với thầy nhé. Quỳ tím chuyển thành màu đỏ thì khi và chỉ khi với những anh có tính axit. Axit thì làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ. Làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ. Vậy ở đây mình sẽ có để làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ thì chắc chắn nó là axit nên nó là H2SO4. Đáp án đúng là đáp án A. Câu số 3. Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch COS4 này? Đây là về phần điện hóa. Phần điện hóa là phần mà các bạn rất rất sợ. Nhưng mà để mà chinh phục được cái nỗi sợ hãi thì cái cách đầu tiên đó là các em mạnh dạn comment đáp án đi. Mạnh dạn comment đáp án đi thì sẽ không còn sợ hãi nữa. Nhá. Nào các bạn cùng comment đáp án xuống đây xem nào. Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch COS4? Thầy nhắc lại một tí nhá. Để mà một kim loại đẩy được một kim loại khác ra khỏi dung dịch muối thì nó phải thỏa mãn hai điều kiện. Được chưa? Đó là gì? Đó là kim loại này nó phải đứng trước. Nó đứng trước kim loại kia trong dãy điện hóa. Thế dãy điện hóa là gì? Dãy điện hóa là khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Á Phiêu. Đúng không? Vậy mình có này, kim loại nào sau đây không phản ứng thì magie chắc chắn đẩy được đồng tại magie đứng trước đồng. Sắt chắc chắn đẩy được đồng tại vì sắt đứng trước đồng và kẽm chắc chắn đẩy được đồng bởi vì kẽm đứng trước đồng. Vậy ở đây chỉ có bạc Ag là không phản ứng được với COS4 thôi. Được chưa? Vậy đáp án câu 3 của chúng ta là đáp án D và thầy tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 3 đáp án D. Câu số 4 này này, úi dồi ôi. Kim loại nào sau đây có độ cứng là lớn nhất? Kim loại nào sau đây có độ cứng là lớn nhất ạ? Các bạn cũng comment thấy ra nào. Kim loại nào sau đây độ cứng lớn nhất? Cứng lớn nhất anh nào? Chrome nhỉ. Độ cứng của chrome bằng 9. Nó chỉ đứng sau mỗi anh kim cương thôi nhá. Đáp án đúng là đáp án C. Thì tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C. Các bạn thấy dễ không? Ui dồi, lớp mình có các bạn nữ cực kỳ xinh nhá. Xong lại còn tên là Trương Mỹ Phẩm. Bạn Trương Mỹ Phẩm này có nghĩa là bạn ấy dùng nhiều mỹ phẩm à. Câu số 5 ạ. Wow, câu số 5 này. Câu số 5 này nếu các bạn mà theo dõi thầy từ đầu thì các bạn sẽ thấy rằng là để mà chinh phục câu số 5 này từ trước rồi thì chúng ta có một skill rất kinh điển, rất độc từ thầy. Đúng không? Đây các bạn nhìn nha. Với skill này chúng ta chinh phục được mọi dạng bài. Chúng ta nhìn này, nhận định này. Đây là dạng bài muối sunfat này. Ta có một cái công thức mà bạn nào quên thì các bạn có thể ghi lại. Đó là khối lượng của muối sunfat. Khối lượng của muối sunfat thì luôn bằng khối lượng của kim loại phản ứng cộng với 96 nhân với lại số mol hydro. Đấy. Bạn nào mà quên thì đóng khung lại nhá. Đây thầy đóng khung lại. Đây là công thức chúng ta cần phải nhớ. Đóng khung lại hoặc là ghi ra. Ok chưa? Vậy thì
Ở đây mình có này, muối đây 20,74 gam. Bây giờ câu chuyện chúng ta chỉ còn là thay số thôi. Bằng khối lượng kim loại phản ứng là 2,44 này, cộng với lại 96 này, nhân NH2. Và từ đây thì chúng ta sẽ tìm được số mol của hydro. Nào các bạn cùng bấm máy tính hộ thầy xem số mol hydro bằng bao nhiêu. Các bạn cùng bấm máy tính hộ thầy xem số mol hydro bằng bao nhiêu. 20,74 nhỉ, trừ đi 2,44 nhỉ, chia 96 nhỉ, 0,19. 0,19. Ủa, số mol hydro là 0,19. Vậy mình tìm được thể tích. 0,19 nhân 2,4, 4,27 lít. Ok chưa? Vậy đáp án chính xác nhất của chúng ta là đáp án C, 4,27 lít. Đây là một trong số những skill kinh điển cơ bản mà thầy dạy cho tất cả các bạn và các em. Và đây là một cái skill được trích ra từ trong 50 skill trong khóa S1 của thầy. Dĩ nhiên thầy còn rất rất nhiều skill kinh học nữa. Câu số 6, dĩ nhiên là skill này đa số các bạn đều biết, nhưng mà ứng dụng nó để không bị nhầm và làm sao để làm nhanh nó thì nó lại một câu chuyện khác. Câu số 6, kim loại sắt tác dụng 24 loãng thì sinh ra khí hydro ở muối là sau đây. Thì cái câu chuyện này nó dễ quá. Fe tác dụng với H2 SO4 loãng thì sẽ tạo thành là Fe SO4 cộng H2. Vậy muối chúng ta là Fe SO4 nhé, bởi vì đây là H4 loãng. Còn nếu đặc thì nó sẽ tạo thành là Fe2S4 3 lần. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án. Ui, tuyên dương tất cả các bạn đã comment đáp án nhá. Thầy tuyên dương bạn Lê Huy Việt Anh, thầy tuyên dương bạn Thùy Oanh này, thầy tuyên dương bạn Phan Văn Thắng, thầy tuyên dương bạn Phạm Đức Hồng. Cảm ơn bạn Lê Như đã tác các bạn của em vào đây. Tuyên dương thì bạn Thiều Tuấn Hùng. Các bạn cùng comment đáp án nhiệt tình hơn nữa nhé. Bởi vì buổi học này là buổi học free, và khi mà các bạn comment đáp án cũng như là bình luận cũng như là chia sẻ buổi học này thì đó là cái lời cảm ơn, một nguồn động lực chính để thầy có thể thực hiện cho các em thật nhiều nhiều buổi like tiếp theo. Câu số 7 ạ. Kim loại nhôm tác dụng với dung dịch chất nào sinh ra AlCl3? Nào, câu số 7 vẫn dễ thôi đúng không? Kim loại nhôm, đấy các em nhìn thấy đây là những câu trong đề thi trung học phổ thông quốc gia, không phải là những câu do thầy bịa à. Đây thầy muốn cho các em làm những câu này để các em có thể nào nhận định và các em có thể định hướng được cái việc học sắp tới của các em như thế nào. Câu số 7 ạ. Nhôm tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3? Thì chắc chắn rồi, nhôm tác dụng HCl để tạo thành AlCl3. Quá dễ. Câu 7 ạ. Câu 8 ạ. Kim loại nào sau đây không phản ứng được với HCl trong dung dịch? Các bạn lưu ý nhá, không phản ứng được với HCl trong dung dịch. Thế thì cái từ ở đây chúng ta là không phản ứng. Thế thì điều kiện để kim loại phản ứng với HCl là gì? Kim loại mà phản ứng được với HCl thì khi và chỉ khi nó đứng trước hydro trong dãy điện hòa. Vậy thì tương đương với việc là kim loại mà không phản ứng với HCl. Để kim loại mà không phản ứng với HCl thì nó đứng sau hydro trong dãy điện hòa. Đúng chưa? Đứng sau hydro trong dãy điện hòa. Vậy là anh nào? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa? Vậy đó là anh Đồng. Đáp án đúng là đáp án D nhá. Thầy chào bạn Nguyễn Ngọc Phương Nguyên nhá. Hello, chào tất cả bạn và các em. Chào Kế Cường, chào Nguyễn Kim Khánh. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang nhiệt tình comment đáp án. Đúng rồi, chính xác, đứng trước hydro. Rồi, tuyên dương bạn Thùy Oanh nhá, comment đáp án câu 7 chính xác, câu 8 chính xác. Câu 9 nào? Câu 9 nào? Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ này? Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? Thế thì kim loại kiềm thổ thì thầy có một cái bài thơ để chúng ta nhớ. Bé mang cây súng bắn ruồi. Bé mang cây súng bắn ruồi là những anh kim loại kiềm thổ. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C, canxi. Câu số 10 ạ. Câu số 10 là một câu lại sử dụng cái skill tiếp theo của thầy. Skill này các bạn đã được học rồi, đúng không? Nếu bạn nào buổi hôm nay mới học, những bạn nào buổi hôm nay mới học giơ tay nào. Những bạn nào buổi hôm nay mới học thầy, giơ tay. Buổi đầu tiên ấy, buổi đầu tiên của các em, tấm chiếu mới. Nào giơ tay. Những bạn nào buổi đầu tiên hôm nay mới học thầy giơ tay. Lại chấm cái để thầy biết là buổi đầu tiên các em mới học thầy. Thầy nhìn thấy nhiều cái tên quen mà cũng nhiều cái tên lạ lắm. Thế thì những bạn nào mà mới hôm nay học nha, các bạn để ý này. Thầy lại tặng chúng ta thêm cái công thức skill nữa. Đây, đây là kim loại mà tác dụng
skill này áp dụng cho kim loại, áp dụng HCL. À, ui nhiều thế nhỉ. Có bạn Hà này, bạn Kim Khánh này, bạn Tùng Dương này, bạn Dương Xuyên này, nhiều thế nhỉ. Rồi. Rồi, Nguyễn Ngọc Phương Nguyên hôm nay mới học thầy à? Ok em. Nào, ở đây nhá. Ở đây nhá, chúng ta có này. Lại một skill nữa. Khối lượng muối clorua. Khối lượng muối clorua thì bằng khối lượng của kim loại phản ứng cộng với 71 nhân số mol của hydro. Khối lượng muối clorua bằng khối lượng của kim loại phản ứng cộng với 71 nhân số mol hydro. Và ngay lập tức như vậy thì chúng ta thay số và chúng ta sẽ có này. Khối lượng muối khan của chúng ta là 31,7. 31,7 thì bằng khối lượng kim loại phản ứng là 17,5 cộng với 71 nhân số mol của hydro. Và từ đó thì chúng ta sẽ tìm được số mol của hydro bằng bao nhiêu. Nào, số mol hydro bằng bao nhiêu? 31,7 trừ đi 17,5 bằng chia 71 bằng 0,2. Và số mol hydro bằng 0,2 thì ngay lập tức mình sẽ tìm được thể tích là 0,2 nhân 2,4 thì bằng 4,48 lít. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đáp án chính xác nhất của chúng ta là đáp án C. Đấy, các bạn thấy skill này hay không? Và các bạn có muốn được học thêm nhiều skill nữa của thầy không? Nếu bạn nào muốn học nhiều hơn skill nữa của thầy thì nhớ không quên chia sẻ lại buổi live này lại về tường và nhớ tag tất cả các bạn của em vào đây. Nhá, ok. Rồi, câu số 11. Chúng ta còn rất nhiều skill. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại kẽm? Thế thì điều gì khiến một kim loại có tính khử mạnh hơn một kim loại còn lại? Đấy, cái câu hỏi chúng ta ở trong đầu nó phải như thế. Nhá. Thì ta sẽ có này. Cái điều mà kim loại có tính khử mạnh hơn kim loại đó là kim loại đó phải đứng trước. Kim loại phải đứng trước trong dãy điện thoại. Trong dãy điện thoại. Trong dãy khi nào ba cần mua áo giáp sắt đấy ạ? Vậy khi nào ba cần mua áo giáp? Vậy kim loại đứng trước thằng giáp là thằng ZN ấy. Đó là thằng natri. Nên đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B. Bỏ các em nhé. B bỏ. Câu số 12 ạ. Câu số 12. Đây vẫn là những câu lý thuyết trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2022 các bạn nhìn thấy không? Và nó là những cái câu lý thuyết mà chúng ta cần phải học, chúng ta cần phải làm. Thế nó rất quan trọng. Nó không những chỉ có ở bên trong đề thi học kỳ mà nó có cả trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Rồi. Chính xác, bạn Nguyễn Ngọc Phương Nguyên comment rất là nhiệt tình nhá. Thank you em. Tuyên Dương bạn Nguyễn Ngọc Phương Nguyên này. Ok, đúng rồi, bạn Lê Huy Việt Anh comment đúng chính xác. Tuyên Dương bạn Kế Cường này, Tuyên Dương bạn Nhật Huy Nguyễn này, Tuyên Dương bạn Nguyễn Kim Khánh này, cảm ơn bạn Hà này. Rồi các bạn comment tiếp đáp án câu 12 xem nào. Câu 12 đáp án gì ạ? Cho hỗn hợp gồm Fe này. FeO này phản ứng với lượng dư dung dịch HNO3 này. Sau phản ứng thu được dung dịch muối nào sau đây? Sau phản ứng thu được dung dịch chứa muối nào sau đây? Thì do là HNO3 dư nên chắc chắn sắt chúng ta sẽ lên sắt dương 3. Là FeNO3 3 lần, đúng không em? Nên đáp án chính xác nhất của chúng ta là đáp án B. Câu 13. Câu 13, một câu điện hóa đây. Mà các bạn vẫn sợ đây. Các bạn cùng xem, cùng nhìn coi thầy chinh phục cái điện hóa giúp các em nhá. 11,2 gram sắt Fe. Mình tìm được số mol của Fe đấy ạ. 11,2 chia 56 bằng bao nhiêu ạ? Bằng bao nhiêu? 0,2, đúng rồi. 0,2 mol. Tác dụng hết với dung dịch COS4 dư SO4 thì sắt chúng ta sẽ lên sắt dương 2 FeSO4 cộng với lại Cu. Vậy theo phương trình đấy, tỷ lệ 1:1 thì ngay lập tức mình tìm được số mol Cu bằng 0,2. Và từ đó mình tìm được khối lượng của Cu bằng 0,2 nhân 64 bằng 12,8 gam. Và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Câu này rất dễ, đây là một câu điện hóa dễ. Nhá, đây là một câu điện hóa dễ. Chúng ta sẽ còn gặp các câu điện hóa khó và khoai hơn nữa. Và các bạn chú ý rằng là theo dõi những cái chuỗi live stream của thầy, live stream free của thầy, thì các bạn sẽ nhận được một số skill để giải các câu điện hóa nhanh. Được không ạ? Đấy là một lời hứa từ thầy. Dĩ nhiên là thầy
là chúng ta không có đủ thời gian để chúng ta học full tất cả các cái skill dạy điện, skill chinh phục phần điện hóa của thầy, bởi vì nó cần rất nhiều thời gian. Và những skill chinh phục phần điện hóa về phần điện phân của thầy thì thầy xin phép là thầy sẽ dạy full skill ở bên trong khóa live VIP, có nghĩa là khóa S1. Còn lại khi mà live bên ngoài này, thầy sẽ tặng kèm một vài skill đặc biệt mà tất cả các bạn đều cần. Mình sang câu 14 nhá. Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra đơn chất? Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra đơn chất? CaCO3 cộng HCl thì tạo thành CaCl2 cộng CO2 cộng H2O không có đơn chất. Đồng vào thì đề bài hỏi không sinh ra đơn chất thì A luôn. Chọn A luôn, ngon lành cành đào luôn. Thế B thì nó sẽ tạo thành đồng 2 cộng và bạc nên là có đơn chất. C thì tạo thành kẽm 2 cộng cộng đồng nên là có đơn chất. Đấy chưa? D thì tạo thành magie clorua cộng hydro có đơn chất. Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có đáp án A thôi các em ạ. Nhá. Đáp án chính xác nhất của chúng ta nó chỉ có đáp án A thôi. Rồi, thầy tuyên dương bạn Nguyễn Ngọc Phương Nguyên này. Thầy tuyên dương bạn Đặng Cẩm Ly, thầy tuyên dương bạn Lê Việt Hùng, tuyên dương Thiều Tuấn Hùng, Ri Ninh, mà để mai dạy học thì mai là quên hết chẳng nhớ gì. Rồi, ô các bạn comment đáp án câu 15 cho thầy xem nào. Câu 15 là sử dụng skill vừa nãy thầy hướng dẫn xem nào. Đây là các em nhìn này, đây đề thi Trung học Thu Quốc gia năm 2022 này. Sử dụng skill do thầy hướng dẫn này. Đấy, thấy không? Các em thấy không? Skill của thầy có dùng, chuyên dùng để chinh phục các câu trong đề thi Trung học Thu Quốc gia nhá. Nào mình có, mình sẽ có gì? Mở muối xuân phát, khối lượng muối xuân phát thì bằng khối lượng của kim loại phản ứng cộng với lại 96 nhân với số mol của hydro. Và ở đây mình có khối lượng muối xuân phát là 5,03 thì bằng khối lượng kim loại phản ứng là 1,19 cộng với lại 96 nhân n hydro. Đúng không? Và hoàn toàn đến đây thì chúng ta sẽ tìm được số mol hydro. Nó bằng là 5,03 trừ đi 1,19 bằng chia 96 bằng 0,04. 0,04 mà nhân với lại 2,4. Nào. 0,04 mà nhân 2,4 thì bằng 0,896 lít. Đáp án đúng đáp án C. Được chưa? Câu 16 nào. Công thức hóa học của sắt 3 của nó rồi. Úi dồi ôi, câu này dễ. Câu này dễ, các em nhìn thấy không? Câu này trong đề thi Trung học Thu Quốc gia năm 2019 này này. Ôi dồi, Đỗ Phương Lan. Thuốc chữa lười. Bây giờ thầy nghiên cứu làm sao có một cái thuốc nào mà chữa lười nhỉ? Uống vào phát mà chữa được cả lười, học giỏi hơn này, điểm cao hơn thì chắc là bán đắt hàng lỏng. Câu 16 ạ, công thức hóa học của sắt clorua FeCl3. Đúng không? Câu 17 nè. Kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường? Kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường? Để mà tan trong nước ở điều kiện thường thì khi và chỉ khi nó là một anh kim loại mạnh thuộc nhóm 1A hoặc nhóm 2A. Vậy ở trong này chắc chắn là gì? Natri, quá dễ. Quá dễ của gì nữa. Câu 18 à. Kim loại nào sau đây không tan được trong dung dịch HCl? Các bạn lưu ý nha, không tan được trong dung dịch HCl. Không tan. Thì điều kiện để một anh kim loại không tan được trong dung dịch HCl là gì? Đó là anh kim loại đấy phải đứng diện. Đầu tiên là tác dụng HCl đã, thì là đứng trước hydro trong cái điện hóa. Vậy là không tan được trong dung dịch HCl thì đứng sau hydro. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Á. Vậy là bạc đứng sau hydro. À luôn. Còn tất cả ba này đều tác dụng HCl. Mỗi ngày chúng ta học một chút, mỗi ngày chúng ta lại nghe thầy nói về hóa một chút, thì thầy tin rằng cái việc mà mất gốc hóa của các em không còn đáng sợ nữa. Đúng không ạ? Các bạn sợ hóa là bởi vì là các bạn đọc hóa không hiểu gì, và các bạn càng đọc không hiểu gì, các bạn càng sợ, các bạn càng không đọc, và từ đó các bạn càng kinh môn hóa mà thôi. Cũng giống như việc giải các câu vận dụng và vận dụng cao vậy. Đó là cần một người dẫn đường đúng đắn. Và mỗi ngày chúng ta giải một ít, mỗi ngày được người đấy hướng dẫn cho một chút, thì chắc chắn 100% rằng là cái việc mà giải về vận dụng và vận dụng cao các em trở nên dễ dàng hơn. Câu 19 ạ.
Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phát thủy luyện? Thì bạn cần phải nhớ cho thầy là cái điều kiện để một kim loại được điều chế bằng phát thủy luyện. Đấy là kim loại đấy là thuộc dạng là thể loại kim loại trung bình yếu. Tương đương với việc là những anh kim loại đấy không thể tác dụng với nước. Thế thì canxi tác dụng với nước thì không thủy luyện được. Tại vì là canxi tác dụng với nước luôn rồi, natri cũng vậy, magie cũng vậy. Có nghĩa là giả sử mà điều chế canxi ra nhá, ở trong dung dịch, thế canxi tác dụng với nước nó quay ngược trở lại. Nên đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? Phương pháp thủy luyện nó phải là gì? D, đồng. Ok chưa? Phương pháp thủy luyện chúng ta nó phải là D, đồng. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi cũng như comment đáp án trong buổi học ngày hôm nay. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ lại buổi học này giúp thầy và tác giúp thầy tất cả các bạn và các em vào đây ạ. Cảm ơn tất cả các bạn nhiều nhiều lần. Bây giờ mình sang câu 20, một câu sử dụng skill tiếp tục của thầy đây. Đã bảo rồi, hôm nay chúng ta san phẳng tất cả các dạng bài tập, các dạng bài hay thi của vô cơ, nên thầy sẽ phô đa số tất cả các skill của thầy. Và các bạn chú ý nha, cái buổi hôm thứ 6 tuần tới là một buổi rất là quan trọng. Thầy đã đặc biệt soạn một cái đề thi thử cực kỳ hay dành cho tất cả các bạn và các em. Bạn nào muốn thử sức, bạn nào muốn thử sức thì nhớ đăng ký thi thử nhá. Bạn nào nhớ thử sức nhớ đăng ký thi sự khử thử để xem mình được bao nhiêu điểm. Và tối hôm thứ 6 thầy triệu full một đề thi thử cực chất đến từ thầy. Câu 20 ạ. Hòa tan hoàn toàn 1,2 gam kim loại X 1,2 vào trong H2O3 dư thì thu được khí nitơ. Số mol khí nitơ là 2,24 chia 2,4 bằng 0,1. Đây, các bạn nhìn kỹ và nhớ kỹ skill này nhé. Đây là một skill cực kỳ đặc biệt do thầy nghĩ ra. Xác định kim loại ấy gì? Cái skill này chuyên dùng để sử dụng cho những cái dạng bài xác định kim loại. Thì mình sẽ luôn luôn có là lấy khối lượng của kim loại phản ứng chia cho số mol electron mà kim loại đó nhường. Đây, mình có khối lượng kim loại phản ứng là bằng 1,2. Số E mà kim loại đó nhường thì tổng E nhường thì bằng tổng E nhận. Nitơ dương 5 về nitơ 0 là 5, nhân 2 là 10. 10 nhân 0,1 bằng 12. Những bạn nào mà học thầy trong khóa S1 thì 12 suy được luôn 24. Còn những bạn nào mà không học, chưa phải là học sinh của thầy trong khóa S1 thì thầy hướng dẫn chúng ta một cái cách để các bạn suy ra. 12 nhân 1 bằng 12. 12 này là nguyên tử khối của carbon, carbon không phải kim loại nên loại. 12 nhân 2 bằng 24, 24 là nguyên tử khối của magie, magie lấy luôn C. Nhanh không? Có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta giải bài tập, chúng ta không cần vẽ sơ đồ, chúng ta chỉ cần lấy gì? Khối lượng kim loại phản ứng chia khối lượng E trao đổi bằng 12, chọn magie luôn. 5 giây xong cái bài này. Skill này chất không ạ? Nếu các em thấy skill này chất thì hãy chấm xuống đây. Bởi vì ngày hôm nay các em là những người xứng đáng theo dõi buổi live này của thầy. Các bạn mà chia sẻ buổi live này là những bạn xứng đáng, cực kỳ xứng đáng để sở hữu được skill này. Một skill cực xịn đến từ thầy mình. Tiết kiệm thời gian giải bài rất rất nhiều. Hack để thi học kỳ 1, đúng không? Nào, câu 21 ạ. Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được AlOH 3 lần? Thì để hòa tan được AlOH 3 lần thì AlOH 3 lần nó là một anh hydroxit lưỡng tinh. Thì để hòa tan được nó thì là nó sẽ tác dụng được với cả thằng axit hoặc cả thằng bazơ. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 22. Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo thành chất khí? Thì cái chỗ này là các bạn hay bị nhầm và các bạn hay sợ. Bởi vì các bạn không nắm được bản chất. Cái chỗ phần này nếu mà các bạn sợ là do các bạn không nắm được bản chất. Mà nói thật với các em là bản chất thì chỉ có một cách duy nhất để mình có bản chất thôi. Không phải là mình giải nhiều bài tập đâu. Mà là mình phải học từ đầu và mình học cơ bản, mình phải học nguyên bản. Chứ không phải là ngày hôm nay vào coi like một tí, ngày mai vào coi like một tí là các em có bản chất. Cái này không giải quyết được vấn đề bản chất nhá. Bản chất nó phải được xây từ hệ thống, nó phải được xây từ nền tảng. Nên nếu những bạn nào mà không giải được câu 22 này hoặc chọn đáp án sai câu 22 này, các bạn đã bị lỗi ở phần bản chất. Ý A không xảy ra phản ứng. Ý B tạo thành AgCl, kết tủa thôi chứ không có chất khí. Ý C này, bản chất là OH trừ cộng NH3 để tạo cộng NH4 cộng để tạo thành NH3 có khí. Vậy đáp án đúng là đáp án C nhá. 22 đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. 23. Nào 23 các bạn comment đáp án thì xem nào. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3 sau kết thúc phản ứng? Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3 sau khi kết thúc phản ứng? Sắt vào dung dịch COS4 thì nó sẽ tạo thành gì ạ? FeSO4 cộng Cu
không có mối sắt 3 mà chỉ là mối sắt 2. FeOH 2 lần và H2O4 loãng thì thu được FeSO4 cộng H2O cũng là mối sắt 2. Fe và HCl thì tạo thành FeCl2 cộng H2 cũng không có mối sắt 3. Và mối sắt 3 chỉ có thể là gì ạ? Fe vào trong khí clo dư tạo thành FeCl3. Anh sắt là một anh đặc biệt. Nên cái việc mà nhớ được lúc nào lên sắt 2, nhớ được lúc nào lên sắt 3 cũng rất là quan trọng của chúng ta. Đúng không ạ? Thế thì sắt tác dụng với những anh axit loại 1, ví dụ như HCl và H2O4 loãng thì lên axit loại 2. Còn sắt tác dụng với clo hoặc là tác dụng HNO3 đặc hoặc tác dụng H2O4 đặc nóng thì nó sẽ lên sắt dương 3. Có nghĩa là sắt tác dụng với các tác nhân oxy hóa mạnh thì lên sắt dương 3. Ok chưa? Đấy nhá. Câu 24 ạ. Thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa học? Phần điện hóa này các bạn kinh chết khi hấp. Đúng không? Thế thì nói chung là phần điện hóa rất là khó, ngày xưa thì học cũng nó cũng thực sự khó. Thì làm sao để chinh phục được nó? Thì chinh phục được nó thì các em chỉ nhớ thầy. Nếu mà các bạn thấy tất cả mọi chỗ khác nó khó hiểu thì các bạn chỉ cần nhớ thầy điều kiện này. Chỉ nhớ thầy điều sau. Điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa. Ra. Ăn mòn điện hóa. Ăn mòn điện hóa. Nó chỉ cần thỏa mãn một trong ba điều kiện sau là ok. Sorry, thỏa mãn cả ba điều kiện sau là ok. Nó phải thỏa mãn cả ba nhé. Thứ nhất là hai điện cực khác nhau về mặt bản chất. Thứ hai là hai điện cực này tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau. Trực tiếp là tiếp xúc, ví dụ như là sắt bám vào đồng hoặc đồng bám vào sắt, đấy là trực tiếp. Hoặc gián tiếp, gián tiếp là qua dây dẫn hoặc là qua cầu muối đều được. Thứ ba là nó phải trong môi trường dung dịch chất điện ly. Đấy, nó phải thỏa mãn cả ba điều kiện này thì nó mới ăn chặt được. Ok chưa? Đấy, các bạn có thể nốt lại nha, các bạn hãy nốt lại. Vậy đây, bây giờ cái câu chuyện chúng ta nó trở thành dễ dàng hơn. Đốt dây magie trong bình đựng khí oxy thì ở đây mình chỉ có một điện cực magie, bỏ luôn. Kẽm này vào COS4 và H2S4 này, các em quan sát nha. Bây giờ kẽm vào COS4 thì nó sẽ xảy ra phản ứng là ZN cộng với CU2 cộng để tạo thành ZN2 cộng cộng CU. Lúc này trên bề mặt thanh kẽm sẽ có một vài, có một lớp đồng bám vào. Vậy thỏa mãn này, hai điện cực khác nhau bằng bản chất chưa? Thỏa mãn nha. Bám vào nhau là tiếp xúc trực tiếp nha. Trong môi trường dung dịch chất điện ly, trong môi trường H2O4 và COS4, đúng là trong môi trường dung dịch chất điện ly chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, 24. Đáp án B các em nhé. Rất dễ. Câu 25. Câu 25 ạ. Đấy các bạn nhớ, lưu lại nhé, ghi lại những cái gì thì nói rất quan trọng với các em. Cho 11,8 gram kim loại M, 0,88 gram kim loại M tác dụng hết với HNO3, đun nóng giải phóng 0,15 mol hỗn hợp gồm N2O, N2, tỷ khối so với hydro là 18,8, vậy phân tử khối là bằng 37,6. Anh này 28, anh này 44. 44 trừ 37,6 6,4. 28 trừ 37,6 bằng 9,6. Chị đối 9,6 mà chia 6,4 1,5, có nghĩa là bằng 3/2. Được chưa? Có nghĩa là nếu mà thầy đặt N2O là 2X2A thì N2 là 2A thì N2O là 3A. Ok chưa? Và ở đây thầy sẽ có là 0,15 thì bằng 3 cộng 2A, suy ra A bằng 0,05. Vậy mình tìm được số mol của nitơ của mình bằng 0,1. Số mol, sorry, nitơ của chúng ta động 0,15 chia 5 mà 0,03 chứ ạ. Thầy nhầm 0,03. Vậy A là 0,06, 3 là 0,09. Vậy đến đây bây giờ lại sử dụng skill của thầy. Đây mình sẽ lại sử dụng skill là lấy khối lượng của kim loại chia cho tổng
số mol electron trao đổi. Khối lượng kim loại mình biết rồi. 11,88. Chia tổng E trao đổi này. Nitơ dương 5 về nitơ dương 1, 5 trừ 1 bằng 4, 4 x 2 là 8. 8 nhân 0,09. Bạn nào học thầy từ đầu ấy thì bạn ấy nhìn thấy luôn 8 luôn, 8 nhân 0,09 luôn. Tốc độ thời gian rất tiết kiệm thời gian rất nhanh. 5 trừ 0 bằng 5 nhân 2 là 10. 10 nhân 0,06. Bằng. Đây các bạn bấm máy tính cho thầy xem bằng bao nhiêu. 8 nhân 0,09 cộng 10 nhân 0,06 bằng. Úi các bạn, bấm máy tính cho thầy với. Bao nhiêu? Bằng 9. Đúng chưa? Bằng 9. À, Nguyễn Phúc Phương Anh 37,6 là gì? 37,6 là phân tử khối trung bình của hỗn hợp hai khí này. Bởi vì là D nó D so với hydro bằng 18,8. Đấy nhá. D so với hydro. D của hỗn hợp khí so với hydro bằng 18,8. Tương đương với phân tử khối của hỗn hợp khí so với phân tử khối của hydro bằng 18,8. Suy ra phân tử khối của hỗn hợp khí bằng 18,8 nhân 2 bằng 37,6. Được chưa? Nguyễn Phúc Phương Anh. Thế thì 9. 9 nhân 1 bằng 9 loại, 9 nhân 2 18 loại, 9 nhân 3 27, chọn nhôm luôn. Xịn chưa? Skill thấy xịn chưa? Kinh điển chưa? Đáp án đúng chúng ta đáp án B. Một skill cực kỳ kinh điển giới thiệu đến cho tất cả các bạn và các em. Tiếc gì một xe đúng không? Hãy xe và hãy comment, hãy bình luận để biết rằng các em xứng đáng sở hữu skill này. Vì em xứng đáng. Câu 16. Kim loại nào sau đây không tan được trong 24 loãng? Thì điều kiện để không tan được trong 24 loãng là đứng sau hydro trong cái hóa, vậy nó là đồng. Đúng không? Quá dễ. 27 ạ. Cho M gam sắt tác dụng hết với COS4 dư thì thu được 19,2 gam đồng. Fe này. Tác dụng với Cu2 cộng này thì tạo thành Fe2 cộng này, cộng Cu này. Số mol Cu là 19,2 chia 64 bằng 0,3 mol. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol sắt của mình cũng bằng 0,3 mol. Và 0,3 nhân 56 ạ. 16,8 gam. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 28. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện với chất thử là CO? Kim loại nào sau đây được điều chế bằng pháp nhiệt luyện với chất khử là CO? Thế thì chúng ta phải nhớ được cái điều kiện là CO nó chỉ khử được những anh oxit kim loại đứng sau nhôm trong dãy điện hòa. Nhớ nhá, điều kiện này là CO chỉ khử các oxit kim loại đứng sau nhôm trong dãy điện hòa nhá. Thế vậy nó là gì ạ? Không thể là canxi, không thể là kali, không thể là bari được. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, Cu. Câu 29 ạ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm sinh ra chất khí là, đây là một cái mức độ vận dụng. Thế thì mình sẽ có này. Sắt Fe3O4 là sắt dương 8/3, chưa phải số xóa cao nhất, khi tác dụng 24 đặc nóng chắc chắn nó sẽ lên sắt dương 3. Và khí sinh ra khí SO2 có khí 100. AlCl3 vào NaOH thì không sinh ra khí nào cả. Bỏ luôn. Cho dung dịch HCl vào NaHCO3 thì mình sẽ sinh ra khí CO2. Có khí. CuHNO3 đặc nóng thì sẽ tạo thành đồng 2 cộng. Cộng NO2. Có khí. NH4H2PO4 và NaOH dư thì chắc chắn sinh ra khí NH3. Có khí. Các em thấy không ạ? Tất cả các bạn học sinh trong khóa live VIP của thầy đều giải được những câu vô cơ mức độ vận dụng tốc độ tương tự như tốc độ của thầy. Thực ra giải những câu dễ ở bên trên thì nó rất đơn giản. Nhưng để giải được những câu ví dụ như câu 29, câu 30 thì chúng ta phải thực sự có một người dẫn được. Nếu bạn nào mà muốn tìm hiểu về khoa học của thầy thì có thể inbox cho thầy hoặc click vào link ở ngay phần bình luận. Rất cảm ơn các em. Hy vọng các em sẽ về team của thầy. Chúng ta sẽ gặp nhau trong một ngày sớm nhất. Lịch học live của thầy là 1 tuần 2 buổi. Và chuẩn bị đến Tết âm lịch thì chúng ta sẽ học bù. Câu 30.
Câu cuối cùng của tối ngày, câu bót của tối ngày hôm nay. Hòa tan hoàn toàn 32 gram kim loại M. 32 gram trong dịch khắp nấu ba dư. Thì thu được hỗn hợp khí gồm NO2 và NO. Tỷ khối cho hydro bằng 17, vậy phân tử khối trung bình của nó là bằng 34. Phân tử khối của NO là 30, phân tử khối của NO2 là 46. 30 trừ 34 bằng 4, 46 trừ 34 bằng 12, 4 trừ 12 bằng 1 chia 3. Vậy có nghĩa đấy, tôi đặt số mol NO2 là x thì số mol NO là 3x, mà tổng số mol của hỗn hợp khí là bằng 0,4. Có nghĩa thầy sẽ có 0,4 thì bằng x cộng 3x, và nên mình tìm được x bằng 0,1. Hay nói khác, số mol NO2 là 0,1, số mol NO là bằng 0,3. Và mình lại có một câu chuyện là gì? Khối lượng của kim loại chia cho tổng số mol electron trao đổi bằng khối lượng kim loại là 32, tổng số mol e trao đổi này, nitơ dương 5 về nitơ dương 4, 5 trừ 4 bằng 1, 1 lần số mol NO2 0,1, cộng nitơ dương 5 về nitơ dương 2 là 3 lần số mol NO. Vậy bằng 32 mà chia cho 1 thì bằng 32. 32 nhân 1 là nguyên tử khối của lưu huỳnh, 32 nhân 2 bằng 64, đúng không? Nên suy ra nó là Cu. Xịn chưa? Xịn chưa? Cu, đây là một skill cực kỳ kinh khủng, dành tặng cho tất cả các bạn. Ok, đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án này. Đấy. Hôm nay thì giới thiệu ông ta các skill cơ bản để chinh phục các dạng bài tập, mức độ nhận biết, mức độ thông hiểu của đề thi học kỳ 1, mức độ vận dụng của đề thi học kỳ 1. Dĩ nhiên về mức độ vận dụng cao, chúng ta cần những skill kinh khủng hơn, và chúng ta cần một cái độ hiểu bản chất cao hơn. Rất là cảm ơn các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay, và rất mong muốn rằng là các bạn click nút chuông, đặt theo dõi fanpage xem trước, để thầy có thể tặng các em nhiều skill hay hơn. Và rất là cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ buổi học ngày hôm nay. Bởi vì khi các bạn ấn vào nút chia sẻ trong cái buổi học này, thì cái phương pháp này là thầy dành tặng cho các em. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Buổi học hôm nay thì xin phép kết thúc tại đây. Bye bye, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại. Chúc các em ngủ ngon nhá.